Thì mình đã lên CoinMarketCap và mình đã coi và mình tìm hiểu và mình tìm cái sàn để chay cái đồng CNB, và mình đã chọn được một cái sàn Bithumb. Sàn Bithumb này rất là, mình nói là tốc độ thanh khoản của nó là số người tham gia là cực kỳ đông nghe, tất cả anh em mua bán rất là mau luôn, vì mình đã tìm hiểu qua và mình cũng đã chơi cái sàn này và mình cũng đã đăng xuất ra và mình làm cái video này hướng dẫn cho tất cả anh em ha. Đầu tiên thì anh em đăng ký bằng mail. Cái giao diện của cái sàn này rất là bắt mắt luôn anh em. Đây em mình đăng ký cho anh em coi giao diện của nó. Ôi, tài khoản anh Quỳnh cứ hỏi. Yêu cầu 4T4H4 đi. Tài khoản giá mình đi. Rồi. Rồi anh em bắn mật khẩu nha anh em. Anh 1 2 3 4. Vì tài khoản giá này anh em xác nhận là mật khẩu nha anh em. Anh 1 2 3 4. Rồi anh em bấm vào nút tôi độ dài mật khẩu ít nhất phải 8 ký tự. Anh 4 số 1 và cộng chấm cơm đi anh em. Thêm độ dài nó thường thường 8 đến 20 ký tự. Anh 4 số 1 và cộng chấm cơm. Rồi anh em bấm vào tôi chấp thuận điều khoản của nó anh em. Rồi anh em bấm nút tạo tài khoản anh em. Khoan anh em nhập code nha anh em bấm vào chữ code nè, anh em mở cái mã code này vô nè, nó mới gửi về cái mail cho anh em lướt qua nè. Đây chứ không bằng nữa ta, anh em cho tất cả mà gì bằng đêm phi quá mà nói chuyện lớn không được nghe, thế này cả anh em cho người ta ngủ rồi mình đi này, mình hướng dẫn video này cho anh em đăng ngày mai có dịp thành khoản. Rồi mã code nó gửi về mail đó anh em vào mail nha. Máy nhảy quá to, anh em vào mail mà chết mail anh em, lấy cái mã code nó. Anh em nào biết đăng ký thì bỏ qua cái video này, anh em chạy trước nha. Nhà mình xa máy yếu mạng xa, giờ quá trời nhiều kẹo ngon mà cái điện thoại của mình cái nào như cái nấy cũ xì, nên em Bithumb nó gửi về mà cho mình một cái mã code này anh em. Dây thằng có biết nó cho thành khoản đi mua cái máy thiệt là bắt mắt về, sao chép lại anh em sao chép cái mã code này lại anh em. Rồi anh em thoát qua đi. Xem làm giờ biết bao nhiêu cái video nó mà bị không bị khai dụng anh em, tại vì wifi yếu quá. Anh em bắt cái code này vô anh em. Rồi anh em bấm nút tạo tài khoản anh em. Rồi. Rồi nó vậy là nó kêu mình download app anh em ơi. Rồi. Rồi mình cũng đã download app về và mình đã đăng nhập vô nghe tất cả anh em. Mình hướng dẫn cho anh em cài bảo mật thôi anh em. Rồi anh em login vào nghe. Anh vào chữ C. Anh em bấm vào chữ dòng đầu tiên anh em. Anh em chọn bảo mật SMS đi anh em ơi. Google thi mất công mình ấy phía. Anh em để bấm đây chọn quốc gia Việt Nam anh em. Mình hướng dẫn tỉ mỉ cho tất cả anh em luôn. Này mình demo anh em. Anh em lướt xuống chọn Việt Nam đi ha. Vì mình kiếm lâu quá. Rồi anh em nhập số phone này vô, rồi nó gửi cho anh em mã code, anh em bấm submit nha. Như vậy là nó bảo mật SMS cho tất cả anh em. Rồi anh em cái sàn này đặc biệt là mua bán anh em không có cần KYC nha anh em, cái giao diện nó thật là bắt mắt luôn. Đưa cho anh em coi. Còn đây chi đi anh em. Là chừng đó anh em nạp tiền. Đây thì mua bán. Đây thì bán. Còn đây thì mua. Nên anh em về có một quýt giao nữa được ta. Ở đây nè. Anh em chừng nữa
anh em muốn nạp, muốn rút cái đồng tiền nào về đây thì anh em bấm nút video này nghe nha. Đây thì nạp, này số coin anh em lựa số coin anh em, anh em muốn nạp với coin nào thì vô hỗ trợ rất là nhiều coin luôn. Nhưng mình khuyên anh em chơi cái thằng này đi, thằng CNB mới select cái sàn này nè, biết 8 sàn nhưng mà mình chọn được con sàn này nè, vì số lượng người tham gia đông mua bán rất là mau anh em. Còn nữa anh em bấm nút withdraw là rút tiền anh em. Chứ khi anh em nạp qua đây anh em qua chi đinh nè, anh em muốn bán cái đồng nào thì bán. Rồi video này mình hướng dẫn cho sao đi, như mai có thành khoản có biết thì mình sẽ hướng dẫn anh em rút tiền sao nha. Này mình hướng dẫn cho anh em đăng ký gì đi, xương xương thôi, anh em vô tự tìm hiểu này dễ lắm. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả anh em nha.